mừng với tự Chúa, giả sư Nhất Nguyên còn hát hò chúc phúc. Mới đây, những người ở Thiền Am từ lớn đến nhỏ cũng dần dần đón Giáng sinh chẳng thua kém ai. Trong bài đăng trên trang cá nhân, Nhất Nguyên còn chia sẻ quá trình tút tát để đón Noel, nhờ làm quả đầu gọn gọn lại để đi chơi lễ mà sao bà chủ không chịu làm trời. Sau đó không lâu, giả sư Nhất Nguyên tiếp tục đăng tải loạt ảnh tịnh thất trang hoàng lộng lẫy kèm lời chú thích: góc Giáng sinh ở Thiền Am đây quý vị ơi, có giống người ta làm không quý vị? Nhất Nguyên về mấy thầy nghiên cứu chiều giờ mới ra được vậy đó. Chút nữa cả Thiền Am sẽ có một mùa lễ mừng Chúa Giáng sinh, lát nữa sẽ lên đèn đẹp mơ màng luôn đó. Quý vị đón xem clip Thiền Am và các bé mừng Chúa Giáng sinh nha. Thiền Am kính chúc toàn thể quý vị có một mùa Giáng sinh mới thật an lành, hạnh phúc và hưởng được thật nhiều hồng ân của Thiên Chúa quý vị nha. Nhiệt tình hơn hết, trong đêm 24 tháng 12, Nhất Nguyên cũng đã livestream hát hò những ca khúc chủ đề Giáng sinh tặng người hâm mộ. Đồng thời các chú tiểu cũng diện những bộ trang phục ông già Noel rực rỡ. Về vấn đề này, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã bày tỏ quan điểm: tịnh thất Bồng Lai, những người ở đó là giả mạo tu sĩ, không phải là Phật tử hay tu sĩ Phật giáo, nói về giáo lý của tu Phật với họ là thừa. Tu tại gia là từ chỉ những người Phật tử có ý muốn học theo Đức Phật. Họ có cuộc sống bình thường, để tóc, mặc thường phục, ăn thức ăn ngoài đời, có vợ, có chồng, có con. Những người này được gọi là tu tại gia hay cư sĩ. Về cơ sở tịnh thất Bồng Lai, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An đã khẳng định tịnh thất Bồng Lai chỉ là hộ gia đình, nhà ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo theo quy định của pháp luật. Bạn nghĩ sao về động thái mới này của nhóm người tại tịnh thất Bồng Lai? Hãy chia sẻ ngay phía bên dưới nhé! Thương Tín hoài nghi thêm MC từng giúp đỡ mình lúc đột quỵ, tự nhiên dẫn vợ tôi đi mở tài khoản, tôi thấy kỳ kỳ. Trong buổi livestream tối ngày 24 tháng 12 với nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín đã gây sốc cõi mạng khi lên tiếng tố Trịnh Kim Chi, người từng đứng ra kêu gọi ủng hộ ông. Nam nghệ sĩ bày tỏ bức xúc và tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bảo hiểm của con gái mình. Ngoài ra, Thương Tín khẳng định chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu thay vì 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi đưa ra. Chưa dừng lại ở đó, trong livestream này, Thương Tín tiếp tục bày tỏ nghi ngờ về MC Phạm Anh. Thương Tín chia sẻ, lúc hôn mê bất tỉnh không biết gì hết, MC Phạm Anh mới dẫn vợ tôi đi ngân hàng làm một cái tài khoản khác mà không hỏi ý kiến tôi luôn. Tôi không biết luôn, sau này tôi mới biết. Sau đó Tô Hiếu đã nêu ra quan điểm, lúc đó anh hôn mê làm sao anh biết được, ý em là người đó cũng tốt, anh đang nằm thì kiếm tiền gấp để giúp cho anh. Tuy nhiên Thương Tín đã ngay lập tức đáp trả, bây giờ tôi nói em nghe, những điều tốt xấu thì sau này mình mới biết chứ, còn bây giờ mình nói như vậy không phải ai dẫn đi làm tài khoản cũng tốt sao? Mình không hồ đồ như vậy, mình phải từ từ tìm hiểu xem động cơ như thế nào. Thương Tín sau đó cũng bày tỏ sự nghi ngờ về MC Phạm Anh. Tôi không có tài khoản, tự nhiên dẫn vợ tôi đi mở cái tài khoản như thế là tôi thấy hơi kỳ kỳ. Ngay sau khi bị Thương Tín quay lại tố, MC Phạm Anh đã thẳng thắn chia sẻ, tôi nghiệm thu việc giúp đỡ chú ấy tầm một tuần sau đó rồi và không liên quan gì nữa. Được biết vào tháng 2 năm 2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. MC Phạm Anh cũng là một trong những người trực tiếp có mặt bên cạnh Thương Tín. Thời điểm đó, MC Phạm Anh đã đăng tải bài viết nói rõ về hoàn cảnh và tình trạng sức khỏe của nam diễn viên biệt động Sài Gòn. Cùng vướng chung ồn ào nhưng Hoài Linh đã được minh oan, Trấn Thành, Thủy Tiên, Mr. Đàm hiện ra sao? Đầu năm nay, rất nhiều nghệ sĩ đình đám đã bị lôi vào ồn ào từ thiện gây chấn động mạng xã hội. Từ Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng đều liên tục bị một nữ đại gia gọi tên vì thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân. Kể từ thời gian đó cho đến nay, cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc điều tra. Đến ngày 22 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp tiền từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm. Điều khiến dư luận quan tâm nhất lúc này chính là động thái của Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng sau khi đàn anh được chứng minh trong sạch. Về phía Trấn Thành, quãng thời gian cuối năm, nghệ sĩ đón nhận hàng loạt tin vui từ dự án bộ phim Bố Già, Thằng Lớn tại các lễ trao giải đình đám. Tính đến thời điểm hiện tại, đứa con tinh thần của ông xã Harry Won đã gặt hái được 13 giải thưởng tại Bông Sen Vàng, Ngôi Sao Xanh, Cánh Diều Vàng, Việt Film Fest. Mới đây, Trấn Thành cũng đã khai máy dự án phim Hải Tết 2022 mang tên Hẻm Cụt với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ hài đình đám. Rời Việt Nam giữa tâm điểm ồn ào, hiện Đàm Vĩnh Hưng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại xứ sở cờ hoa. Những ngày qua, giọng ca Nửa Vầng Trăng liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường đến người hâm mộ, từ những chuyến mua sắm hàng hiệu đến khom cả lưng trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh. Có thể thấy Đàm Vĩnh Hưng đang có những ngày tháng đáng nhớ tại đất Mỹ. Ngày 21 tháng 12, năm ngôi sao phát hành ca khúc Thành Ca Buồn. Khác với Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên trầm hơn trên mạng xã hội. Gần đây nhất vào ngày 18 tháng 12, cô đăng tải hình ảnh một buổi tập chương trình. Theo dự đoán của nhiều người, Thủy Tiên đang sắp sửa tái xuất V-Beat sau sóng gió. Hiện cơ quan của Bộ Công an vẫn đang phối hợp cùng các tỉnh thành miền Trung để tiến hành rà soát tiền từ thiện. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ đều đã quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, nhưng có lẽ danh tiếng và lòng tin của người hâm mộ đã bị ảnh hưởng ít nhiều.
Trọng tài xử ép tuyển Việt Nam dừng làm nhiệm vụ ở AFF Cup 2020 sau trận đấu với tuyển Việt Nam và Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vào ngày 23 tháng 12. Trọng tài Anaba đã hứng chịu nhiều chỉ trích với hàng loạt quyết định có hướng bất lợi cho đội tuyển Việt Nam, không phủ nhận rằng đối thủ đã chơi tốt và cho thấy sự nhỉnh hơn về trình độ. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều quyết định tranh cãi của trọng tài. Mới đây trên trang cá nhân, ông Anaba đã thông báo việc rời Singapore kết thúc nhiệm vụ tại AFF Cup 2020. Cũng trong một diễn biến liên quan đến trọng tài AFF Cup 2020, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có kiến nghị gửi đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về việc rà soát và nâng cao chất lượng trọng tài tại AFF Cup 2020 và các giải đấu tiếp theo. Phía VFF đánh giá công tác trọng tài ở hai trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 vẫn chưa tốt. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, bóng đá Đông Nam Á đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trình độ giữa các đội tuyển đã được thu hẹp lại, các trận đấu cũng đang diễn ra căng thẳng và quyết liệt hơn rất nhiều, do vậy công tác trọng tài cần phải được chú trọng. Trước mắt AFF cần rà soát đánh giá chất lượng công tác trọng tài để có giải pháp điều hành hiệu quả hơn cho hai trận bán kết lượt về và hai trận của chung kết AFF Cup 2020, không chỉ có trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan, ngay cả Indonesia và Singapore cũng không hài lòng với cách xử lý của trọng tài ở bán kết. Tối nay ngày 25 tháng 12, trận bán kết lượt về giữa tuyển Singapore và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19:30. Ngày mai ngày 26 tháng 12, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu sinh tử với tuyển Thái Lan để giành quyền và chơi trận chung kết sau khi đã để thua 0-2 trong trận lượt đi. Hãy cùng với ID News đón xem trận cầu quyết định này và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Nhà báo Hàn Ni bất ngờ tuyên bố ngừng livestream mỗi tối để chữa bệnh tâm lý. Trong danh sách khởi kiện năm 2021, nhà báo Hàn Ni là một trong những nhân vật được bà Phương Hằng tế sống nhiều nhất trên sóng livestream. Theo lời nữ đại gia Bình Dương, Bông Hồng Thép đã nhiều lần có động thái chống phá, bôi nhọ quỹ mổ tim từ thiện Hằng Hữu, đồng thời dùng lời lẽ gay gắt để bới móc đời tư, thậm chí đến tận cơ quan làm việc của nhà báo Hàn Ni nhằm hai mặt một lời. Không chịu thua trước vợ chồng ông Dũng Lò Vôi, nữ nhà báo cũng đánh thép khẳng định việc yêu cầu sao kê quỹ từ thiện Hằng Hữu là đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm đơn tố ngược bà Phương Hằng về hành vi bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm người khác. Sau quãng thời gian dài đấu tố nhau, vào sáng ngày 20 tháng 12, nữ nhà báo bất ngờ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến drama này. Cô cho biết, từ khi quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng, bản thân mình đã chịu rất nhiều áp lực từ công việc cho đến đơn kiện tụng. Dù đối thủ của mình là người đao to búa lớn, nhưng điều này cũng không làm cô chùn bước. Đặc biệt, nữ nhà báo Hàn Ni còn công khai toa thuốc cho thấy bản thân đang mắc căn bệnh rối loạn âu lo khiến sức khỏe đi xuống. Tuy nhiên, đến chiều ngày 24 tháng 12, nữ nhà báo lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tuyên bố sẽ dừng việc livestream theo chỉ định của bác sĩ. Hàn Ni viết, tạm ngừng livestream, đó là chỉ định của bác sĩ. Khi nào ngồi xem TV mà tươi tỉnh thế này sẽ quay trở lại chiến trường. Sẽ sớm thôi, hẹn gặp lại cả nhà trong thời gian sớm nhất. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Ngay phía dưới bài đăng của Hàn Ni, nhiều người đã để lại bình luận thể hiện sự lo lắng cho nữ nhà báo và mong rằng cô sẽ sớm khỏe trở lại. Quán phở nổi tiếng Hà Nội ở vùng cam lách luật, bê phở sang vùng vàng bán cho khách. Sáng ngày 25 tháng 12, quán phở Thìn ở phố Lò Đốc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội tất bật nhân viên phục vụ. Tại đây thuộc vùng cam, vùng có nguy cơ cao, chỉ được phép phục vụ bán mang về. Tuy nhiên, trước nhu cầu của thực khách, nhân viên quán phở đã hướng dẫn khách sang quán cà phê ở phố Hàm Long, phường Phan Châu Trinh, cách đó không xa để có nhân viên phục vụ. Cứ thế từng tốp khách gửi xe, đi bộ qua quán cà phê ngồi. Ít phút sau, nhân viên quán phở tất bật bê sang phục vụ tận nơi cho khách. Khách hàng đông đầm đượp trong khoảng thời gian từ 7:30 đến 8:30 sáng. Nhân viên quán phở liên tục lau dọn bàn ghế ở quán cà phê đón khách. Có lúc khách ngồi tràn ra ngoài vỉa hè quán cà phê ăn phở. Lý giải về việc bê phở từ vùng cam sang vùng vàng bán cho khách, bà Nguyễn Quý Minh, 65 tuổi, chủ quán phở Thìn ở phố Lò Đúc trải lòng, do dịch bệnh khó khăn, quận Hai Bà Trưng yêu cầu bán mang về nên quán đã nhờ địa điểm quán cà phê ở phường Hoàn Kiếm cách đó khoảng 100m để phục vụ khách hàng. Nêu ý kiến về việc đảm bảo giãn cách cho khách, bà Minh cho hay cửa hàng sẽ có biện pháp đặt vách ngăn, khi đông chỉ phục vụ mang về. Ngay sau đó, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã yêu cầu công an phường Phan Chu Trinh trực tiếp kiểm tra. Tại đây do khách ngồi lấn chiếm vỉa hè nên lực lượng công an đã trực tiếp nhắc nhở quán thu dọn bàn ghế. Bên cạnh đó yêu cầu quán cà phê đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Được biết trước tình hình dịch COVID-19 phức tạp, số ca mắc tăng mạnh, mới đây hai quận Đống Đa và Hai Bà Trưng, năm phường thuộc quận Hoàn Kiếm bao gồm Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân và Cửa Đông, hai phường thuộc quận Tây Hồ là Yên Phụ và Quảng An, Hà Nội đã quyết định dừng bán tại chỗ, chỉ bán mang về. Tuy nhiên rất nhiều người dân vẫn lách luật, không đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết tình trạng này bởi tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang rất phức tạp và khó kiểm soát.
Đỉnh dịch COVID-19, nhiều người ở Hà Nội chơi Noel vẫn bỏ qua 5K. Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 24 tháng 12 ghi nhận 1.834 ca mắc COVID-19 với 618 ca cộng đồng. Số ca tiếp tục dẫn đầu cả nước nhưng sự chủ quan, lơ là phòng dịch nơi công cộng vẫn thấy ở khắp mọi nơi trong đêm Noel tại Hà Nội. Không chỉ tập trung đông người ở các khu vực trung tâm tại Hà Nội, những nguyên tắc về khoảng cách, khẩu trang đều bị bỏ qua. Tại rất nhiều điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trong đêm ngày 24 tháng 12 đã ghi nhận lượng người đổ dồn về đây, đông nhất là ở các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Lê Thái Tổ, Hàng Mã, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt là khu vực trước cửa trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Nhóm các bạn trẻ dồn về đây vui chơi trong đêm Noel, tập trung đông người chụp ảnh check-in và sẵn sàng bỏ khẩu trang như không có dịch. Cảnh tụ tập đông người ở đây cũng không chỉ từng nhóm, mà các nhóm chen chân trong một khu vực, tất cả cùng quên nguyên tắc phòng dịch 5K. Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, lượng người dồn về vui chơi khá lớn nhưng chỉ tập trung tại khu vực đài phun nước nên việc đảm bảo giãn cách vẫn rất khó khăn. Chị Trần Mai Hoa ở Thường Tín, Hà Nội đi từ Thường Tín lên Hồ Gươm lúc 20 giờ. Chị cho biết cũng tình hình dịch bệnh ở thành phố đang phức tạp nhưng cả năm có một mùa Giáng sinh nên đi cho biết. Anh Trương Huy Tuấn ở Hoàng Mai, Hà Nội tỏ ra bất ngờ khi thấy lượng người dồn về Hồ Gươm rất đông. Theo anh Tuấn, tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, lẽ ra khu vực này phải vắng vẻ mới đảm bảo phòng chống dịch. Cũng trong tình trạng đông đúc, phố Hàng Mã Hoàn Kiếm là địa điểm của nhiều bạn trẻ tìm đến chơi nhân dịp Giáng sinh. Năm nay lực lượng chức năng đã bố trí rào chắn để hạn chế người tụ tập đông người ở con phố này. Tuy nhiên nhiều người vẫn tìm đến để chơi Noel. Trong điều kiện dịch bệnh hết sức phức tạp tại Hà Nội, việc người dân đổ ra đường đông đúc sẽ gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Nếu không tự ý thức được trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay, thì dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán sắp tới. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.